Cùng với cả nước, đến nay, Đà Nẵng đã trải qua hơn một tháng thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ. Cuộc sống quay lại trạng thái bình thường mới, với tâm thế sẵn sàng kịch bản ứng phó khi dịch diễn biến phức tạp. Trước thực tế, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên tục tăng cao. Ngày 14 tháng 11, hai phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà phải chuyển cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3. Ngay lập tức, các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan diện rộng được triển khai. Chính nhờ sự kịp thời và quyết liệt ngay từ đầu, nên đến nay tình hình đã được kiểm soát và quận cũng đã chủ động chuyển về cấp độ 2 như ban đầu. Cái thứ nhất là mình phải làm công tác tuyên truyền. Cái thứ hai nữa thì mỗi người dân phải có cái trách nhiệm trong cái công tác phòng chống dịch. Cái thứ ba nữa, cái gì cái cũng phải là cái tổ COVID cộng đồng. Cái thứ tư là cái tổ y tế của địa phương. Có những cái yếu tố như vậy thì nó mới giải quyết nhanh và nó dập dịch nhanh và đồng thời nó ổn định được cái tình hình trong cái điều kiện hiện nay. Ngoài ra thì cái việc chúng ta khoanh vùng cũng như cái việc mà cách ly F1 tại nhà gộn lại thì cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như vấn đề xung quanh cái việc này chúng ta diễn ra bình thường. Từ ngày 16 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 950 ca mắc COVID-19 với 18 chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao. Theo thời gian, số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng tăng lên, nhưng về cơ bản, các địa phương đều đã chủ động trong triển khai khoanh vùng, kiểm soát việc lây lan. Thay vì cách ly tập trung như trước, các địđịa phương đã triển khai diện rộng việc cách ly F1 tại nhà. Trong thời gian này, hai đợt xét nghiệm đối với nhóm nguy cơ cao cũng đã giúp phát hiện 29 trường hợp mắc COVID-19. Các anh em chúng ta kinh nghiệm và chủ động trong cái việc xử lý các ổ dịch cũng như là trong cái việc mà bình tĩnh đánh giá tình hình và đưa ra các cái biện pháp thích ứng, thì đề nghị là các đơn vị, các địa phương chúng ta tiếp thu, phát huy cái tinh thần đó trong cái việc công tác phòng chống dịch trong cái thời gian sắp đến để một cách hiệu quả nhất và để mà ổn định phát triển kinh tế xã hội. Hơn một tháng chuyển trạng thái bình thường mới, Đà Nẵng đã cơ bản thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả các chuỗi lây nhiễm phát sinh. Thành phố đã chủ động các phương án, kịch bản để ứng phó khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đồng thời duy trì các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Với nỗ lực của ngành y tế và các địa phương, độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đang tăng lên từng ngày. Gia cố tấm khiên vaccine và thực hiện tốt thông điệp 5K là yêu cầu quan trọng để tâm thế càng vững vàng trong trạng thái bình thường mới.